Hôm nay tiếp tục lên cho bác một số mẫu đầu máy để các bác có về tung rời nhá. Để các bác về gắn lên cần hoặc là gắn xịt thuốc nhá. Đây, lên cần như này. Ở đây thì hôm nay lên cho bác một số mẫu đầu máy là Komatsu này, G2D này. Ở đây có 4 đầu nhá. Đấy. Thì các bác mua hàng thì các bác sẽ liên hệ với em theo số đây nhá. Đấy. Rồi. Ở đây giới thiệu bác nó là mẫu đầu máy là tung rời này. Ở đây có hai cái con, có 4 con thì có hai cái đầu này là dọn rồi này. Đấy, dọn rồi là còn hai cái đầu này là hàng chưa dọn này. Đấy. Đây, tung rời đây nhá. Tung rời tung nhỏ nhá. Giống kiểu máy TL26 ấy. TL26, con này là con Komatsu G2D này. Đấy. Komatsu G2D này, ở đây có hai đầu này chưa dọn này. Hai đầu này dọn rồi nhá. Dọn rồi nhưng mà đã làm đổ chưa vệ sinh nhá. Đấy. Chế của nó là chế hai kim nhá. Nên cho nó chế hai kim hết rồi. Đây này. Đấy. Bây giờ sẽ đi test máy cho bác xem cái mẫu đầu máy này nhá. Rất ngon nhá. Máy cày cực kỳ ngon luôn. Con máy này. Lại này. Đấy. Rồi, tôi giật con này rất sáng nhá. Thấy không? Đấy. Thì dòng máy này là dòng Komatsu của nó nhá. Thì dòng Komatsu này xài cực kỳ ngon này. Đấy. Đã lên chế hai kim đời mới cho nó này, dễ dùng này. Thì công suất của con này nó rơi cửa tầm là 20, con này nó phải cỡ tầm 26cc đấy. Thì G2K, G2D. G2D là đời trước của G2K. Đấy, mà G2K thì nó là máy 26, nòng 34. Vậy con này nó như khoảng tầm đấy nhá. Khoảng máy 26, nòng 34 đấy. Đấy, thì con này thì để cho bác giá là như này là ngon hành cành đào như này để cho bác giá 900 nhá. Đấy. Rồi. Đấy, tiếp tục giới thiệu bác con này cũng tương tự như vậy nhá. Đấy. Đây thì chân máy cho bác xem con này nhá. Cái đầu này bác nào lấy thì em sẽ vệ sinh sạch sẽ cho nhá. Đấy. Thì hàng dọn sẵn như này rồi thì là 900 một đầu này, bao ship nhá. Thì cái hàng nào bác nào thích về chưa dọn thì có thể lấy hai cái đầu này nhá. Đấy, bao hơi cho bác luôn. Thì bao hơi là giá của đầu hàng chưa dọn này thì nó là để cho bác là mang là 700 nhá. 700 bao ship. 650 thì các bác giả tiền ship nhé. Đấy. Rồi. Thì các bác mua hàng các bác liên hệ với em theo số đây nhá. Rồi. Rồi, cảm ơn các bác xem video.